Đi du lịch mà ngỡ đâu là đi xuất khẩu lao động, gia chủ đỡ hẳn ba công. Oh my god! Sau này kể cho con cháu, ngày xưa cụ xây cái chuồng lợn này, cụ thuê toàn thợ bên Tây về làm đấy cháu à. May mà có video làm chứng, chứ không bảo Tây phu hô chả ai tin. Báo nước ngoài đưa tin, Việt Nam giờ giàu thật, thuê cả Tây làm phụ hồ. Hết cho khách tham quan nghĩa địa, giờ đến cho khách trải nghiệm phụ hồ, du lịch Việt Nam ngày càng đa dạng. Suất cơm chưa bằng ba người thì cũng vỡ nợ. Các bước để cảm nhận món dê Ninh Bình ngon đúng vị. Bước 1, tham gia đổ bê tông trước khi ăn khoảng 4 tiếng. Bánh tráng cay cay, cơm, đây là lần đầu tiên trong đời ăn bánh tráng ngon vậy, trừ một sao vì độ ngon làm em sinh động. Kiên ơi, Kiên cho shop đánh giá tốt, shop vui lắm, shop hoàn tiền lại cho Kiên, Kiên xóa 3 tấm hình phía trên được không? Sản phẩm như tốt, nhưng người Việt thì chỉ có 1 sao, 5 sao là Trung Quốc. Tiền nào của đó thôi à, én thì không ngon lắm, tạm được à. Chị ơi, sao chị gửi ảnh phản hồi liên quan gì tới trẻ vậy chị? Chị định làm gì? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Công nhận sóc Kiên nhẫn thiệt. Cần nghĩ vấn đề nằm ở bánh tráng đó, hèn chi baby mà nó vẫn không xóa. Có thời có thiên, có Kiên là sóc buồn. Xóa mỗi tấm trừ thêm 1 sao. À đâu. Thế mới gọi là Kiên review có tâm. Tưởng ăn bánh tráng bị nghẹn rồi đăng lên đánh giá 1 sao không đó. Lỡ ngồi tí mà mắc chặt luôn không tháo ra được. Xô kiểu, đang yên đang lành biến thành ốc mượn hồn. Anh nghe. Mình chia tay đi. Cái gì vậy trời? Em có người yêu mới rồi. Vậy chia tay người yêu mới đi, mắc gì chia tay anh? À đâu. Em sao thế, anh cũng có người yêu mới rồi, anh có chia tay em đâu. Có người yêu mới cũng đòi chia, hãy im lặng và yêu cùng lúc mấy anh như người yêu tao đây này. Mặc dù mồm nói yêu tao nhưng tao còn biết nó cũng nói như vậy với vài anh nữa, nhưng tao mặc kệ, càng đông càng vui. Trời ghê chưa? Giá mà các bệnh nhân ung thư cũng lạc quan được như anh. Mắc gì chia tay, anh có người yêu mới rồi, anh cũng có chia tay em đâu. Không hiểu câu, có mới nới cũ à. Vui lòng nhập tuổi. 23. Đã có người tuổi này rồi, vui lòng chọn tuổi khác. Thử viết hoa xem nào. Còn tuổi nào cho em, Trịnh Công Sơn. Sao bằng, mật khẩu này đã được sử dụng cho tài khoản sao 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 sao, vui lòng chọn mật khẩu khác. Ăn thua
gì, đợt mới ra trường, test cái web của một đội làm, loại nhập giới tính có 3 lựa chọn, nam, nữ, và không xác định, chọn không xác định thì không cho qua vòng tiếp theo để tích chọn điền tiếp, mình chọn nam thì có cứ hiện pop up thông báo, bạn vui lòng kiểm tra lại giới tính và lựa chọn đúng, ú mé đội. Lựa chọn tuổi này đã hết, vui lòng chọn tuổi L để tiếp tục. Vừa có lương, chồng lập tức ra lệnh cho vợ đi mua ngay một áo phao trên 2 triệu, một đôi giày trên 1 triệu để dùng. Vì biết vợ suốt ngày mua sắm cho chồng con nhưng lại tiết tiền, mua đồ rẻ cho bản thân. Chồng tôi cũng vậy, luôn đáp ứng mọi điều ước của tôi. Ước gì chồng cho em tiền. Giao dịch thành công, 10 Việt Nam đồng. Ngày mình lãnh lương cũng là ngày mình trắng tay. Ông Trump chuẩn bị trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Hội phân bón ơi, các bạn ổn không? Kali lúc này. Dừng đèn đỏ thấy cảnh này. Chống còn đỡ, đây tao đi đằng sau có ông đằng trước còn 10 giây đèn đỏ cứ lắc lắc cái xe mãi. Chống chân có tí thôi là đi được rồi mà cứ lắm trò. Nu na nu nóng chân ai sạch sẽ trắng trẻo hồng hào thì chờ đèn đỏ. À đầu. Ông đầu tiên không chống mà dạng luôn đấy. Giống tao, thấy người ta gác tao cũng phải ghé vô gác cho bằng được. Anh shipper bàng hoàng khi tới giao đơn hàng thì nghe tin khách đã qua đời. Xong tối về đang nằm thì trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Vừa tới cửa buồng toan đưa tay đẩy cánh cửa thì ông Tránh bỗng rụt lại giật mình lắng nghe. Trong buồng ngủ của ông không có ai. Bà Tránh đáng nhẽ tôi phải buồn khi xem video này nhưng vì quả nhạc khiến tôi cảm thấy buồn cười nên tôi đã cười. Tôi thật đáng trách, tôi xuống địa ngục đây. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.